Mọi người, em là Mai và hiện em đang là nhà phân phối tại khu vực Bắc Ninh, nhà phân phối dạ Thảo Liên tại khu vực Bắc Ninh. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách bán ọp tại chợ như thế nào. À, mọi người thường khi mà mọi người đi chợ, mọi người sẽ lo lắng đúng không ạ? Và nếu như chúng ta đi chợ một mình thì làm như thế nào, đúng không? Nó vô cùng đơn giản như thế này thôi ạ. Trước tiên chúng ta tìm cho em, chúng ta phải mang đầy đủ cho em này các sản phẩm, mang đa dạng sản phẩm lên giúp em nhé. Đó, và mỗi sản phẩm thì mang khoảng 5 hộp, 4 5 hộp gì đó, được chưa ạ? Tiếp theo là đến bước thứ hai, chúng ta sẽ phải mang đầy đủ giấy tờ, tại vì họ khi mà chúng ta cho khách hàng trải nghiệm ấy thì chúng ta sẽ cần cái giấy tờ đó để đảm bảo cho khách hàng thấy được rằng họ đang sử dụng một cái sản phẩm là trích được mã vạch này, có được nguồn gốc rõ ràng, đúng không? Tại vì bôi lên cơ thể của họ mà. Tiếp theo nữa là đem cho em các hình ảnh bệnh để làm sao để giúp cho khách hàng họ thấy được rằng họ đang cần cái sản phẩm đó, họ đang có cái sản phẩm đó, họ đang cần, được chưa? Họ đang biết là họ đang có bệnh đó và họ cần. Tiếp theo nữa đó là sao? Đó là cái bước chúng ta thực hiện như thế nào, đúng không ạ? Nhớ cho em một chút, đấy là trong cái quá trình mọi người chuẩn bị, hãy chuẩn bị cho em một chút phần quà, được không ạ? Vài phần quà thôi, đa dạng cái phần quà lên giúp em. Tại vì khi mà có thể là người ta chưa mua đâu, nhưng mà người ta thích cái phần quà của chúng ta và người ta sẽ vẫn muốn sử dụng và vẫn muốn nhận cái phần quà đó. Thì ở đây bước thứ nhất đó là mọi người đến cái nơi, đến trong chợ thì chỗ nào là chỗ đông đúc nhất ạ? Đông đúc nhất chính là cái nơi hàng thịt, hàng cá, hàng rau, đúng không ạ? Các mọi người nói giúp em là: các cô, các chú, các bác ơi, ngày hôm nay thì con đến đây và con có một công ty chúng con là đang có cái chương trình là cho khách hàng trải nghiệm và sử dụng sản phẩm một cách miễn phí. Trải nghiệm sử dụng sản phẩm một cách miễn phí thì tại sao? Họ sẽ rất thì là hứng thú với những cái gì miễn phí, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì con có 10 suất quà, ví dụ như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, mì chính, bột giặt, gì gì đó, khoảng 20.000 nữa nhé. Có 10 xuất quà để tặng cho những ai mà đến và trải nghiệm sản phẩm và lấy sản phẩm của con, mua một sản phẩm của con để được, thì con sẽ tặng cho một cái phần quà này đó. Thế nhưng mà khi mà nói gì chúng ta: các cô, các chú, các bác ơi, thì ngày hôm nay con có cái chương trình cho các cô, các chú, các bác trải nghiệm, ai mà đang bị đau nhức xương khớp này thì các cô, các chú ra đây con đấm bóp cho, hay là ai mà nhà đang có tình trạng là viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan này, hay là nhà đang có người sổ mũi này, hay là nhà đang bị đau răng, sâu răng, sùn răng, thì có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này của con, nó cực kỳ hiệu quả luôn. Và ai mà đang bị thì để con trao mọi người trải nghiệm ngay trực tiếp nhé. Thì chúng ta có thể là nhỏ lên chiếc khẩu trang cho họ để nó ngửi, họ cảm thấy dễ chịu hay không, thoải mái hay không, được chưa? Thứ hai là chúng ta, nếu như chúng ta họ đang bảo họ đau rát họng, cô để đó con cho cô nhỏ trực tiếp, hoặc là nếu như cô ơi con có cốc nước nóng ở đây con nhỏ cho cô rồi cô uống, cô cử cảm nhận xem là sau đấy cô sẽ cảm nhận như thế nào, thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ xin được phản hồi của khách hàng ngay lập tức, thứ hai là mình sẽ khi mà khách hàng nói ở đấy thì chắc chắn là có rất nhiều người họ đi đến và họ sẽ đưa lại được cái kết quả, cái hiệu quả của sản phẩm, thì lúc đấy mình sẽ tiếp cận được khách hàng một cách dễ dàng hơn, đúng không ạ? Và khi mình có những phần quà thì mình cũng tự tin hơn về điều đó. Và điều quan trọng khi mà mọi người đi chợ thì hãy tự tin cười, và mọi người hãy tự tin làm sao bán hàng cho em, tại vì sản phẩm của chúng ta đem lại kết quả thực sự cho khách hàng, được chưa ạ? Đó là ba cách để chúng ta có thể bán hàng ngay tại chợ. Và cùng theo dõi những video sau, em sẽ giúp cho mọi người bán hàng ngay tại chợ một cách dễ dàng nhất nha.